Và đặc biệt nhất là môn học này, anh chị em có một công thức để cảm hóa những người thân của chúng ta. Và chú có một cái yêu cầu là nếu anh chị em tập trong 3 ngày liên tục, 3 ngày liên tiếp, là cái phần xương sống của anh chị em, tất cả từ cái xương sống của anh chị em trung tâm thương lượng dài với phần xương cùng của mình ấm áp đều đặn, nghĩa là trong 5 phút 30 giây sự ấm áp liên tục và 3 ngày liên tục anh chị em đạt được cái kết quả này thì anh chị em mới cảm hóa người thân mình được nhé. Rồi, qua phần thực hiện đây ạ, bấm 5 phút 30 giây ha, các độ tuổi đều giống hết. Nhận NLG chống đồng băng tầng lớp 2, cảm hóa người thân, đọc thầm một lần. Bước 2, hình dung nhận năng lượng vào não bộ của người truyền là bản thân của mình đó, là 3 lần. Mỗi lần nhận kéo dài từ 3 đến 5 giây một lần và nhớ đọc nhẩm nha, nhận lần 1. Và hình dung vào, nhận lần 2 cũng hình dung năng lượng vào não bộ và nhận lần 3. Cảm hóa khác với là chữa lành đó, chữa lành thì cô anh chị sẽ gửi vào trung tâm tiếp thu năng lượng, còn cảm hóa là sẽ gửi vào não bộ của người nhận. Và xong sau đó còn khoảng 5 phút còn lại là cô anh chị sẽ gửi những thông điệp cảm hóa đến não bộ của người nhận và mình lặp đi lặp lại cho đến khi chuông báo chấm dứt. Thì công thức này anh chị em tập hay tốt nhất là tập buổi sáng. Rồi bây giờ tất cả anh chị em nhìn vào trán của chú hoặc là hình dung năng lượng từ ngoài không gian nha, hai cái nào cũng được hết. Rồi chúng ta bắt đầu. Bước 1, đọc thầm trong đầu, nhận NLG chống đồng băng tầng lớp 2, cảm hóa người thân. Bước 2, hình dung nhận năng lượng vào não bộ của người truyền là bản thân của mình đó, là 3 lần. Mỗi lần nhận kéo dài từ 3 đến 5 giây một lần và nhớ đọc nhẩm nha. Nhận lần 1. Nhận lần 2. Nhận lần 3. Bước 3, hình dung gửi năng lượng vào não bộ của người nhận. Đọc thầm trong đầu, gửi lần 1. Gửi lần 2. Gửi lần 3.
giờ ạ?